đang tìm kiếm một phong cách tươi mới và trẻ trung hơn vào mùa hè này thì chắc chắn rằng mẫu thiết kế mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người của nhà Melya sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các chị. Với mẫu thiết kế này thì Melya sử dụng vải họa tiết phối với màu vàng nắng như thế này sẽ giúp cho các chị nổi bật ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó sử dụng chất liệu lụa hàn cao cấp sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác rất là thoáng mát và thoải mái vào tiết trời mùa hè. Với mẫu thiết kế này, lưu ý với các chị đó là sẽ bao gồm một áo rời và một chiếc chân váy rời. Chất liệu lụa hàn còn giúp cho chúng ta rất là thoải mái khi mặc. Như là Ngọc Anh có thể ngồi rất là thoải mái như thế này mà vẫn không hề cảm thấy bị khó chịu một chút nào cả. Ngọc Anh sẽ đứng lên để cho các chị có thể nhìn thấy rõ hơn về mẫu thiết kế này. Phần áo bên trên sẽ được thiết kế một chiếc áo suông với thiết kế chầm vai để cho chúng ta có thể dễ dàng cử động và di chuyển. Còn phần thân bên dưới sẽ là một dáng chân váy bút chì với những đường cắt cúp tinh tế như thế này giúp cho những bước đi của chúng ta có thể uyển chuyển hơn. Với mẫu thiết kế này, các chị cũng hoàn toàn có thể phối kết hợp những chiếc áo này với những chiếc quần hoặc những chiếc váy khác nhau, hoặc phối hợp chiếc chân váy này với những chiếc áo sơ mi khác để chúng ta có thể đa dạng hơn trong cách ăn mặc của mình nhé. Nếu như đã yêu thích những thiết kế này của nhà Melya thì các chị đừng chần chờ gì nữa mà hãy tới ngay các cơ sở của chúng tôi trên toàn quốc để có thể thử trực tiếp sản phẩm này. Hoặc là các chị cũng có thể đặt mua hàng online, và khi mua hàng online thì các chị sẽ được free ship hoàn toàn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha.